Tôi xin lỗi nhá, đây là điều tôi không mong muốn, nhưng có khi nào qua mấy câu hỏi xong hai bạn lại nhìn nhau như không quen biết không? Tất cả có thể sai, phòng ngủ trùng khớp là được rồi. Thà cho em biết em không đụng, chứ đừng để em cài vô em phá, em khóa. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi để chúng ta cùng xem hai bạn có thực sự hiểu nhau hay không. Câu hỏi thứ nhất, nếu bây giờ có 5 tỷ đồng cụ thể luôn, thì hai bạn sẽ quyết định là mua nhà chung cư hay nhà mặt đất? 5 giây bắt đầu. Bên này chọn là mua nhà mặt đất. Quý chung cư. Rồi. Như vậy là một điểm trừ cho cả hai bạn. Câu thứ hai. Anh làm gì mặt anh ghê thế? Câu này quan trọng lắm. Lần này không được thì thua keo này ta bày keo khác. Vợ chồng có nên biết mã khóa của điện thoại nhau hay không? 5. Có 4, hay không? 3. 2. 1. Xin mời bên đây đọc thơ. Không cần. Bên này có cần. Tôi thấy những cái đáp án này nè, nó hết sức là đời thường. 99% quý ông là đều nói không cần. Đúng. Và 99 phụ nữ là đều nói cần. Em có bạn trai chẳng bao giờ em lục điện thoại hết trơn á. Nhưng mà nó giấu là không có được. Đúng. Thà cho em biết em không đụng, chứ đừng để em cài vô em phá, em khóa. Cái tâm lý phụ nữ vậy đó, là phải biết. Không trùng khớp, điểm trừ thứ hai. Tôi xin lỗi nhá, đây là điều tôi không mong muốn, nhưng có khi nào qua mấy câu hỏi xong hai bạn lại nhìn nhau như không quen biết không? Làm ăn thế này thì chết. Câu thứ ba, khi sinh nhật bạn gái, tức là sinh nhật Dung, thì Dung sẽ muốn tặng gì? Và theo phỏng đoán của Quý thì Quý sẽ tặng gì? 5 giây bắt đầu. Bên kia rất dài nhá. Nhẫn kim cương hạt xoàn, tập làm văn. Dữ vậy trời. Bên kia muốn nhận gì nói đi, tôi đáp ứng cho. Bên này là thích Quý nấu ăn và hát một bài. Mình tích hợp lại với hai cũng hợp lý. Bên đây là vừa nấu ăn vừa hát một bài. Nhưng bên đây thì là mua về một bó hoa hồng và gấu bông. Ăn hoa hồng và ôm gấu bông để hát cũng được. Điểm trừ thứ ba không khớp. Quý Quý, em có biết hát không? Dạ biết. Làm bài. Quý xin hát tặng Dung bài hát Tình Anh. Rồi. Tình Anh. Quá hợp lý. Thuyền ra sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn cơn sóng khơi xa. Thuyền có hay biển nặng lòng yên ả. À. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Hey. Quý chọn một cái bài hát khá phù hợp với lại cái chương trình và rất là tâm lý. Tâm lý được. Người ta sâu sắc mà. Đây sẽ là câu cuối cùng. Phòng ngủ của hai vợ chồng sơn màu gì? Cơ hội cuối rồi đó. Chị Dung sẽ thích màu vàng. Có khi nào trúng màu gì? Màu vàng. Em đúng là một chuyên gia luôn. Và quả nhiên Dung nói là Dung thích màu xanh. Chuyên gia. Hào Nhi, thank you. Tuyệt vời. Được. Tất cả có thể sai, phòng ngủ trùng khớp là được rồi.